知道我对你不仅仅是喜欢，你眼中却没有我想要的答案。这样若即若离让我很抓狂。Rồi hello, chào anh em và lại với channel của mình nè ha. Thì mình quay lại với chiếc GXS hôm bữa mình đã review ha. Rồi thì đây là chiếc GXS mà lên cái đĩa sau hôm bữa mình giới thiệu là bộ đĩa sau Mom Raider nè. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đĩa sau ha. Thì vấn đề này rất là nhiều các bạn quan tâm thắc mắc và cũng đã gửi cái câu hỏi đến cho mình ha. Thì các bạn hỏi là bây giờ lên đĩa sau nó sẽ như thế nào, rồi có nên lên đĩa sau hay không? Thì vấn đề này mình đã ở đây đây sẵn đây có một cái chiếc xe đã có đĩa sau thì mình sẽ nói cho các bạn. Các bạn nhiều bạn thì có ý kiến nói à anh ơi sao không lên đĩa sau cho nó đẹp. Thật mình thấy đĩa sau cũng có vẻ là đẹp đó, nhưng mà thật chất là nó hại nhiều hơn lợi nha các bạn. Thứ nhất á là mình nói về ưu điểm trước đi. Ưu điểm của nó là khi con lên đĩa sau thì nó cho mình cái khả năng là giảm tốc độ giảm tốc á, cũng như là hạ tốc độ xuống là một cách nhanh chóng. Và đang chạy các bạn chỉ cần nhấp nhẹ thôi, đạp nhẹ thắng là cái bên nó đẩy cái bố thắng ép là mình có thể giảm tốc độ liền à, gần như là dừng lại tại chỗ luôn. Rồi cái thứ hai thì như các bạn nói thì nó đẹp hơn ha, nó đẹp hơn, nó có cái đĩa nè với con heo nữa. Rồi một số bạn thì có điều kiện thì có thể thay thế những con heo mà heo xịn thì nó gây bắt mắt hơn như heo Rambo hay Billet rồi gì đó, đẹp. Đó là cái lợi, mình thấy có hai cái lợi duy nhất mà nó có. Còn bây giờ mình sẽ đưa ra các bạn một số cái lý do là không nên lên đĩa sau. Thứ nhất á, nè các bạn lên nè. Các bạn thấy quay nhẹ không? Cái này là gì là quay nhẹ lắm rồi đó trong những cái chiếc xe lên đĩa sau không? Đây. Đó, cái bố đó là quay nhẹ rất là nhẹ nhàng ha. Nhưng mà thực chất á, các bạn thấy nhẹ vậy nó vẫn nặng hơn so với jean rất là nhiều nha các bạn. Tại vì lúc nào á các bạn nhìn nè, để mình lấy nét phone mình focus ra cho bạn xem. Đó, chưa? Cái bố nó gần như là nó ép vào đĩa luôn rồi đó. Chỉ cần các bạn đạp là nó đụng thôi. Thì mà khi mình chạy á thì lúc nào cảm giác các bạn thường các bạn sẽ gác chân lên cái thắng trước đúng không? Thì lúc nào nó cũng ép vô thì nó gây hiện tượng là nó nhanh cái mòn cái bố này ha. Lúc đạp gì hết á, nó sẽ nhanh cái mòn cái bố thắng nè. Bố thắng này thay đâu có rẻ đâu. Nếu các bạn thay bố xin của hãng á thì của Hennessy này nè là 165.000, còn heo da mình là 150.000, rồi đối với heo da mình 149.000 nha. Rồi đối với mấy con cái bố lô nè thì nó chỉ có 50.000 thôi, nhưng mà khi các bạn thay cái bố lô này không có đảm bảo về chất lượng của bố, nó sẽ gây hư hỏng đĩa các bạn nè, gây mòn đĩa nè, gây cảm giác các bạn chạy sẽ thắng không ăn nè, gây sập đĩa thấy không, rồi gây cháy đĩa nhiều cái ấy lắm. Cái chuyện để nói lên tới cái vụ đĩa sau lắm đó. Rồi về cái thứ cái mà nói đến đầu tiên đó là cái gì chi phí sửa chữa thay thế, thì khi các bạn thay thế cái bố này nè thì cái chi phí nó sẽ cao lên ha, cao hơn sửa thắng đùm. Thắng đùm các bạn thay 165.000 nè, thắng đùm hãng luôn đó của Yamaha đó, và các bạn thay chạy được là 1 năm, trong khi cái bố thắng này thì các bạn chạy cũng có thể là nửa năm đến 1 năm thì các bạn thay một lần, nhưng mà cái giá thành thì nó cao hơn. Rồi đĩa thắng thì khi các bạn chạy nó hư đĩa thắng các bạn thay đĩa thì nó lại tốn tiền thêm đĩa nữa. Từ ngoài ra thì nó sẽ có thêm cái ben ở trên đây nè, ben đạp nó thấy không, ben này, cái ben này chạy thời gian nó cũng có thể bị gò gỉ, bị hư hỏng, bị xì nhớt, nói chung hư là mất áp sức, mất hơi á, thì các bạn thay thế cái ben này còn tốn thêm một chi phí nữa. Rồi bình dầu xài thời gian nó hư hỏng nữa, rồi nó xì, nó chảy dầu ra, rồi đường ống dẫn dầu này nữa, gọi là dây dầu đó các bạn, thì nó cũng hư hỏng, nó bị lủng, bị gách, bị đứt, nói chung nhiều cái để nói lắm, thì chi phí sửa chữa nó sẽ cao hơn ha. Rồi cái thứ hai mình sẽ nói đến trong cái vấn đề này thì khi mà cái bố nó ăn này nè, bố nó lúc nào cũng ăn nhiều cái đĩa bạn chạy á thì nó gây, nó nặng cái bánh xe, nặng bánh xe mà xe các bạn á thì xe mình mạnh không nói gì đi, như 150 hay là rồi đi, còn mấy chiếc này 110 á, khi các bạn chạy gì đã xe mình yếu rồi, mà khi các bạn chạy mà bị cứ như kiểu mà gà thắng vậy á thì nó lì xe, cảm giác xe nó không đi, cảm giác tự nhiên xe mình là hết bốc mình hẳn luôn, rất là xe nặng, muốn tăng tốc cũng khó nữa đó. Cái nhược điểm thứ hai của nó. Rồi thêm cái nhược điểm thứ ba, khi các bạn mà
khi các bạn làm cái bộ đĩa sau nè, thường là cái tại vì bộ đĩa này không phải vô nhà sản xuất đưa ra, thà như kiểu các bạn nè lại 2010 đúng không, các bạn lên đĩa sau thì các bạn mua của full 2011 thì nó rất là dễ thay thế, rất là dễ dàng, sửa chữa cũng dễ nữa, chỉ cần thay cái gấp mua bát mua heo thôi, mua đĩa mua mâm thôi gắn vô à. Còn như cái này là các bạn chế nè, các bạn thấy chêm cục canh không, ý là bạn mình làm một cái chỗ này rất là ngon lành cà đào đó, là tiện hai cục nhôm CNC á, là gắn vô là y như zin này đó. Còn mình để ý rất là nhiều chỗ khác á, nó không có tiện được cục nhôm vậy nè các bạn. Mình thấy là nó chêm nông đền, trời ơi chêm nông đền nhìn thằng trên một chục cái, một bên 5 cái, bên 6 cái gì đó, không biết tùy thằng nó chêm thôi. Rồi khi các bạn không, mình xin lỗi nha, nói thằng thì nó hơi bất lịch sự quá, mấy cái thợ người ta làm á, thợ chế độ đó. Rồi khi mà các bạn chạy màn dĩa thì hư hỏng, trường hợp là như cái bọc bị lủng bánh sao đi, rồi khi các bạn thay thế, các bạn sửa những nơi chuyên nghiệp có chuyên môn về để sau này thì không nói gì. Còn cái những cái chỗ mà chưa có kinh nghiệm như cái đường địa phương nông thôn á, khi mà người ta tháo cái cốt bánh sau này ra nè, khi người ta tháo cái bánh sau người ta rút ra thì nó không để ý là trong đây có trên lông đền, rút ra người ta không có canh, khi gáp là người ta không có canh chỉnh được đúng cái số lượng lông đền trên á, rồi như cục canh của các bạn á thì rất là khó, khi đó nó bị hiện tượng là kẹt đĩa, dính đĩa, nhiều cái để nói lắm. Rồi tóm lại thì mình đã nêu ra được cái ưu điểm nhược điểm của cái việc mà lên đĩa sao đó ha. Còn cái chuyện lên hay không thì tùy thuộc các bạn thôi, thích thì mình lên, còn không thì không lên ha, mình không có khơi chơi cũng như mình không có khen ha. Các bạn lỡ lên rồi thì các bạn có nhu cầu xuống thì cứ xuống, rồi nếu mà thích thì cứ để, còn các bạn đang có định lên thì thích thì cứ lên, còn không thích thì cũng nghe mà nói thì thấy cảm thấy không an toàn thì đừng có lên. À còn một cái đặc biệt nữa là do đĩa sau nè nó rất là ăn ha, thì mình chạy đang chạy tốc độ cao quá, khi các bạn thắng á, thắng nhanh nó gây nó bóp cái đĩa lại, bóp đĩa lại dính đĩa này rất là nguy hiểm ha, nhất là trời mưa á. Bởi vì thôi mình chốt lại câu là các bạn không nên lên đĩa sau đâu. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi hết vlog của mình ha, thấy hay đừng quên nhấn like, share và bấm đăng ký ủng hộ cái channel của mình ha.